Xin chào và rất vui được gặp các bạn trên kênh Top Sao Hàng. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ bất cứ những tin tức mới hay là hot nhất nào trong ngày thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Vào ngày hôm nay 27 tháng 1 thì phiên tòa phúc thẩm xét xử Seung Ri, cựu thành viên của Big Bang đã diễn ra tại tòa án quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Tại đây thì Seung Ri đã thừa nhận 7 tội danh gồm mua dâm, môi giới mại dâm, tham ô, đánh bạc, vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối, xúi dục bạo lực đặc biệt và vi phạm đạo luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong phiên tòa sơ thẩm thì Seung Ri đã liên tiếp kháng cáo chỉ thừa nhận vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối, thậm chí thì cho rằng mình bị cáo buộc oan môi giới mại dâm vì lỗi đánh máy. Nhưng đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay, cựu em út Big Bang đã thừa nhận mọi cáo buộc và tỏ ý ăn năn hối cải. Nam idol được giảm mức án từ 3 năm tù giam và phạt 1,15 tỷ won, tương đương là 21,6 tỷ đồng xuống còn 1 năm rưỡi tù giam và giữ nguyên tiền phạt. Như vậy thì bê bối Burning Sun chấn động đã đi đến hồi kết sau gần 3 năm. Tuy nhiên thì mức án của Seung Ri lại khiến nhiều người tranh cãi và cho rằng đó là quá nhẹ. Seung Ri bị xử án 1 năm rưỡi tù giam. Nếu xét cả thời gian 5 tháng ngồi tù vì bị tòa giam giữ thì chỉ 1 năm nữa thôi nam idol sẽ được thả tự do. Sau hơn 1 năm im hơi lặng tiếng trên đường đua âm nhạc thì Blackpink hiện đang được người hâm mộ đốc thúc nhanh chóng comeback. Mới đây thì Jennie đã bất ngờ đánh úp các fan với dự án kết hợp cùng nữ ca sĩ Ram. Xuất hiện trong MV Shinigami Ai của bạn gái cũ tỷ phú Elon Musk, main rapper của Blackpink khiến dân tình bấn loạn và đứng ngồi không yên. MV Shinigami Ai được phát hành vào 0 giờ sáng ngày 27 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Video âm nhạc được quay theo phong cách thực tế ảo với những thước phim đồ họa đầy màu sắc. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của mẹ một con Ram thì Jennie cũng đầy mới lạ trong concept này. Xuất hiện trong MV thì Jennie diện nguyên cây hồng ôm sát cơ thể, điểm nhấn với chiếc áo bra lấp lánh. Trong lối trang điểm đậm chất Tây tô lên đôi mắt mèo đặc trưng, tóc cột cao và tết hai bên tóc mai, nữ thần tượng khoe trọn hết tất cả lợi thế cơ thể. Có thể nói Jennie khi đứng cạnh Ram là một phiên bản khác hoàn toàn so với những sản phẩm âm nhạc K-pop trước đây. Bên cạnh sự xuất hiện nóng bỏng, Jennie cũng khiến người hâm mộ có chút hụt hẫng khi chỉ đóng MV chứ không góp giọng trong ca khúc lần này. Vì đã hơn 3 năm không comeback solo và hơn 1 năm Blackpink không ra sản phẩm âm nhạc mới, các fan luôn nhớ nhung mong chờ giọng hát của thần tượng. Tuy nhiên thì một số Blink cũng cho rằng vì thể loại mà Ram theo đuổi là dòng nhạc thể nghiệm, mang nhiều giai điệu hỗn độn và đòi hỏi phải tập luyện trong thời gian dài, nên việc Jennie không góp giọng là điều dễ hiểu. Ngoài những phân đoạn tỏa sáng trong MV, hậu trường cũng gây chú ý không kém. Cũng nhờ những thước quay này mà khán giả có thể thấy rõ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Jennie và Ram cùng những chuyển động hình thể uyển chuyển chuyên nghiệp của cả hai. 15 giây làm cameo của Jennie khiến dân tình đứng ngồi không yên, netizen không khỏi tấm tắc khen ngợi thần thái ngôi sao, khí chất quyến rũ của nữ thần tượng. Dù đứng chung khung hình với nữ ca sĩ xinh đẹp nhưng Jennie chẳng hề bị lép vế. Chúng mình là Top Sao Hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên hãy nhấn nút like, chia sẻ và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.